Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến vườn mai của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây quý vị ơi. Trậu đẹp quá ha, bông đẹp quá đây quý vị ơi. Đây chào anh. Rồi em Minh, chào anh Tấn, chào cô chú anh chị. Thì hôm nay em có mấy cây thần chậu anh chị Minh ơi. Có mấy cây thần chậu là có em có hai cây nhị ngọc toàn ha. Hai cây nhị ngọc toàn giao lưu giá mềm cho cô chú anh chị mình chốt. Đem về mình nuôi. Nuôi lại với mình lấy bo ghép cho anh chị đó, mình thấy rất đẹp ha anh chị. Rồi bắt đầu em sẽ tiến hành cho cái số 1 của anh chị mình đây. Có hai cây nhiều tuần có... sao là mai mai vàng của mình ha, mai dảo ha, mai vàng mai dảo thường chậu. Rồi tổng chiều cao, tổng chiều cao nó là 70 anh chị. Nhị ngọc toàn mã số 1, số 1 giá rất là yêu thương anh chị mình đây. Chú ý là lấy bo ha, mình nuôi lại cũng đẹp. 15 qua 14 quanh đi. Rồi giờ cái hoa này. Nó là cái gì, hoa hoa trước đi ha. Qua nó thì của chú anh chị mình để càng già mùa thì nó càng đổi màu nha. Chuyện là thấy nó có màu vàng nữa nó kem kem vậy đấy nó ha. Có hết ha. Cái này bông thì mới có sọc vàng giữa thôi ha. Thì cái bông nó nhìn ngọc toàn của chú anh chị mình cũng đã biết rồi đó. Nó cũng rất là nhiều màu, hai màu. Màu vàng với màu kem. Đó, góc đế của chú anh chị đây. Đây, cụ đế này đẹp ha. Đẹp ha. Rồi cái mã số 1 này á em giao lưu của chú anh chị mình giá là 400, em bao ship mình tới chỗ luôn ha. Rồi 400. Chỉ có 400 thôi. Nhị ngọc toàn. Nhị ngọc toàn như vậy. Rồi, xuống cây luôn, mã số 1. Tiếp tục mã số 2 quý vị. Mã số 2. Nhị ngọc toàn luôn nha. Nhị ngọc toàn. Cái form này lớn lắm anh chị mình ơi. Đó. Cao cao. Có thân cao ha. Em đo chiều cao nha anh chị. Cao mình đo tới đây thôi ha. Rồi, tới đây đi. Tới đây nó là 1m1. 1 nè. Một cái quành luôn ha. Quành cũ đấy rất đẹp luôn, quành nó 25 yếu như chú chị, đến 24 nha. Rồi để mình vô cái hoa, hoa trổ chùm rồi để hướng đó luôn mình đây. Đây quý vị. Hoa chùm dữ lắm quý chị, hoa chùm mà nó cánh bự tròn bầu. Nhiều tròn này bông thơm lắm quý chú anh chị mình nha. Có những cái sọc vàng ở giữa ha. Sọc vàng thì nó có nguyên bông vàng rồi nguyên bông kem này, nửa vàng nửa kem ha. Bên này nó chưa có lên ha. Tại này mình ghép nó mới có một mùa mấy thôi. Chừng nửa già mùa nó mới lên vậy. Già mùa nó mới lên nhiều. Rồi. Càng già mùa là cây càng có nó đổi màu rất là đẹp quá anh chị mình ơi. Chơi thấp thân cao ha. Thấp thân cao. 25 quành nha anh chị. 24 quành, 25 quành yếu mình tính 25 ha. 24 ha. 24. Nó lộn từ lương dưa nè. Giao lưu như đây anh. Mã số 2 này em giao lưu của chú giùm giá là 1.300.000. Rồi 1.300.000. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mình qua mai vàng thường chậu nha quý vị. Mai vàng thường chậu. Rồi. Đây đọc em thường chậu. Cái này mặt bông nó cực đẹp. Với bông cái hàng này á. Cái form này gì của chú anh chị mình chỉnh lại. Em chưa chỉnh ha. Nó chưa cây mà mình muốn đẹp á là phải chỉnh của chú anh chị. Phải chỉnh dù mình nuôi lại thì nuôi nhưng mà phải chỉnh từ ha, nó mới đẹp. Cao tới đây đi. Cao nó tới đó 1m1. Rồi. Tán ngang mình khỏi đo của chú anh chị mình. Vô cái hoành báo từ xa luôn đi. Hoành báo từ xa là 20. 20. 20 rưỡi mình tính 20. Rồi vô cái mấy cái mặt hoa cho chị xem nè. Đây. Hoa to hoa ha. To. To chảng. Chùm. Ý là cây này em mới vô chậu đây thôi chứ không có lâu nha anh chị. À như trổ to đều luôn ha. Đều hết luôn. Chùm chùm nè. Chùm chùm đẹp quá quý vị. Bông rất to. Hai lớp. Cánh bự ha. Cái này em ship thì em gỡ chậu đâu anh chị, khi mà đi chậu này nó bể cái chậu cho anh chị mình thôi, em gỡ lên rồi mình em bó lại ha, củ đế đẹp hết của chú anh chị. Rồi giao lưu nhiêu anh? Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị giá là 500 của chú anh chị. 500. Rồi xuống cây luôn. Thôi quý vị khỏi sợ sống sợ chết vậy ha. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số tiếp theo là mã số 4. 4. Cái này chiều cao nó mình tính 1m1 luôn đi của chú anh chị mình đây. Rồi do cái hoành bảo từ xa luôn đi ha. Quành nó đôi gì thế này nha. Rồi. Nó là 20 quành đó chú chị. 20 quành. 20 quành nó yếu chút xíu. Tính 20 luôn đi. Tính 20 luôn. 20 thành vấn đề nó lệch nửa phân thành đẹp cái gì. Ừ. Quan trọng nè. Cây của mình đây. Đó, bông nè. Có cái bông này đẹp quá, xuất sắc. Bông nè. Đẹp quá cái gì. Tuyệt vời ha. Đó. Dài bên đây cũng vậy nè. Bự không. Bự không cái gì bên đây. Này cái này thì em em mới thuần nay có chừng 6-7 tháng anh chị. Củ đế nè. Nói chung là tính bông đẹp mình nuôi lâu năm bán có tiền chút. Hôm nay em lên giao lưu luôn của chú anh chị mình đây.
Rồi, Zalo nhiêu đây? Rồi mã số 4 này em Zalo giá 500 luôn anh chị. 500. À, thuần sẵn đây. Bông thuần đẹp sẵn luôn. Bông đẹp luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 5 luôn. Số 5 là một cái bông cực đẹp luôn. À. Nó để nhẹ nhẹ để rụng cái bông nha. Tính nó bông cái uổng mình không quay được ha. cái lọc đỏ luôn anh chị. Cái nhị phải không? À, cái lá chứ. Lá hả? À. Lá đỏ thì có hai loại lá đỏ với lá xanh phải không? Lá đỏ với lá cam cam với lá hường hường. Ừ. Mà này nó đỏ. Đây, hoa chà bá. Hoa bự không có gì. Cao này mình tính mét mốt cũng được coi chú mình đây. Còn lá nè, lá non nó màu vậy ha. Quành nó em lo gì tính này nó 21 yếu luôn, tính 20 luôn. Đế luôn. Đế thì quá đế luôn. Cái này đế gom sổ đều luôn đẹp luôn coi chú chị. Đó, cái mã số 5 này em Zalo đó 500 luôn coi chú chị. 500 luôn. Bao ship ha, cái này thì em nói trước nha, em gỡ cái chậu ra, chậu ra. Bỏ lại. Chứ mình gỡ ship chậu đi nó tới nó bể nó dập cái chậu mình cũng như không của chúng ta thì mình đây. Rồi, xuống cây luôn, chứ không phải là tiết cái chậu. Rồi, giờ đằng nắng cho gần luôn cũng được. Khỏi dời. Đây. Số một em này em đã vô kẽm mà hôm nay em quay thì em sẽ gom cái phom kẽm này lên. Rồi. Cho cô chú anh chị thấy nó chi cành nó như vậy ha. Cái này thì cái thoát thân nó cao, em lúc em tán đầu đinh em nuôi lại á. Cái này thì chiều cao nó 1m14. Vô nhôm rồi. Vô nhôm sẵn cho mình luôn. Hoành ngay là vị trí này nó 21 của chị mình đây. Mốt nè. Đó. Để luôn. Để luôn. Để nó như vậy nè. Để nó giống như cây cổng cổng tâm quan quá. nó xàm cho vui cho mình đây. Nó này vô nhôm này cứ mình bẻ ra là nó đẹp lắm anh chị, nó xè ra vậy nè, đẹp lắm anh chị, phom tàng lớn lắm nha. Bông đẹp mà tại vì em bỏ nó không có chăm sóc nó, bông nó hơi nhỏ. Cái bông nó cũng 5 6 7 8 9 cánh. Cái này không phải ghép đâu. Rồi, Zalo như anh. Cái này em Zalo của chú anh chị mình giá là 600 thôi anh chị mình ơi. 600 ha. Rồi, xuống cái cổng đó luôn. Xuống cái cổng này luôn. Mà số 6. À, mã số tiếp theo cái gì? Mã số tiếp theo là cái này tông cao cho mình ơi. Tông cao mà cái này cao nó tới 1,5 luôn á. Rồi. Cái này thì em cũng mới thuần đây thì nó chỉ cần nó ra về mình nuôi lại tới Tết mình chơi ngon lành luôn. Hoành đi ha. Cái hoành của nó 15 yếu của chứ anh chị mình ơi. Rồi. Tới 14. Chúng là chỉ cần có. Chỉ cần có đều hết nhiều luôn. Cái gì? Chỉnh sửa thêm ha. Cái này gì? Vì mình nuôi ra là ra hết. Nhất là mấy cái này kia. Cô chú anh chị mình đem về mình thả đất ha, là cây nó lẻ lớn cực kỳ luôn. Mấy cành nhỏ nhỏ vậy thì mình dễ uống nè, dễ sửa ha, dễ kéo luôn. À, số 7. Đặc biệt là này được thuần rồi, quý vị an tâm. Đó. Này kéo ra là ok ha, cho luôn như anh. Rồi 350 cô chú anh chị mình đây. Rồi 350 ha. Rồi xuống cây luôn. Cây luôn. Tiếp tục lên số 8 luôn ha. 8 hàng bông đẹp đấy ha. Bông nhẹ nhẹ nha. Nín thở rinh nha. Rinh mà nín thở luôn. Mấy này nặng quá. Bông quá sao cái bông nè. Bông to dữ ha. Rồi cái bông này giỏi siêu bông Sài Gòn là họ ở lại với em nó luôn. Ừ. Cái này cao chắc mình lấy 1m2 đi. Hoành nó em nói 16 quá cho anh chị mình đây. Rồi. 16 yếu chút xíu. Đây. Siêu bông Sài Gòn ở lại với em nó luôn đây hả. À. Bông bự chả bá luôn bự nè. Chùm giá mang luôn á. Chùm luôn nè. Anh đó là mình lặp lại cái lời của anh Minh thôi những cái gì. Cái đấy nhiều khi nói cô chú nhìn nó sai nó thừa chú kênh em ạ. À. Anh đứng em. Cây nó thì nói chung á bông đẹp. Chi cành nó thì như vậy mình nuôi lại của chú chị. Để quay bông cái thấy bông đẹp quá. À. Bông bự nữa. Rồi đó. Ra từ từ xuống nè. Này mã số 8. Số 8. 8. Đẹp ha. Bông hết nói luôn. Qua bàn tay cái gì chỉnh sửa lại cái này nó sẽ đẹp hơn à. Rồi Zalo như anh. Rồi Zalo giá 400 luôn cho anh mình đây. Trăm à. Bông đẹp. Rồi. Quá đẹp á. Quá xa xa đẹp luôn. Rồi. Tiếp luôn. Thấy có cây có tổ mặt hoa ở xa xa kìa. Đó. Mà số 9 ha. Bông cũng đẹp cái này, luôn. Cái này chiều cao mình tính 1m3 đây của anh chị. Đó mấy cái này bông chùm giá mang thiệt. Rồi cái đó cái hoành luôn đi anh Minh. Lát mình áp vô coi mặt hoa coi. Bông tròn 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 đẹp. Hoành 15 của chú anh chị mình ơi. Cánh bầu đẹp.
Đó, đây để kéo nhẹ là cho gì xem cái này. Bông này. Bông ghi hồn ha. Bông đẹp thiệt đẹp. Đẹp ha. Rồi, bông nè. Dừng luôn. Đây nè, vậy ngắm nghía ha. Bông tròn 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 tròn, tròn, tròn bông nở trổ rất đẹp ha. Đó, nó bông thì nó cũng dao động nha quý vị nè. Giả sử như cái hoa này đi. Đó, này hơi ngược nắng. Ở đây, đây. Nó chứ nó phải dao động chứ có chú gì, tại vì cái cây của chú mình thấy cái cành em nuôi ra mới có nhỏ xíu à, mình nuôi cây nó lớn khỏe mạnh, cây cành lớn bự thì bông nó sẽ bự nhiều cánh đi, sung thì nó bự, sung lên bự gì cũng vậy gì vậy ha. Rồi rồi giao lưu với mã số 9 giao lưu của chú mình giá là 370.000 thôi có chú mình ơi. Rồi chuẩn cây mã số 9 đó. từ cái hoa đẹp quá em gì xem nè ha. Cái này chắc hơn hơn 10 cánh luôn. Hơn luôn. Chắc luôn này, hơn 10 cánh chắc luôn nè. Rồi. Cái bông đẹp chứ. Còn do kích mít. Rồi tiếp theo. Mấy. Cái này nó bị sâu, mã số 10. Cái này bông quá dữ luôn. Phải không? Số 10. 4, 6, 8, 9, 10. Đúng rồi. Rồi sao bị ngược hước ngoài trời. Bông đẹp luôn. Rồi chiều cao nó 1m1 của mình đây. Hoành báo từ xa luôn. Hoành báo từ xa là hoành 18. Rồi. Hoành báo gần không tới nha. 19 lần hả. Rồi bông đây. Đó. Thấy bên đây nè, bông này đây nữa nè. Xoay quanh kia cái anh. Bên đây thì nó rớt cái nhị rồi. Anh quay cái cây còn cái nhị nè, bông còn cái nhị nè. À, có cái nhị nhìn đẹp hơn à, hai lớp hả quý vị, vậy à. À, hai lớp không bông quá đẹp luôn. Đều đều luôn ha, cái này vậy nè, còn cái nhị nó đẹp hơn à. Hai lớp lớp ha. Rồi mã số 10 chưa, từ từ để đây, để đều quý vị, mới xây bông quay bông à, còn để còn tay cành đó quý vị à, để ha tay cành đây là nhiều gì chắc cắt tỉa rồi là uống cho nó đẹp hơn ha. Rồi giao lưu như anh. Rồi giao lưu với cô chú thì mình giá là 420.000 của chú anh chị mình đây. 420.000. Mấy cái này là cái bộ nặng mà không có bớt nha cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị nào xem được mà đăng ý, cảm thấy mình đăng ý thật sự đăng ý mình hả chốt ha. Ra mà số tiếp theo luôn. Số 11. Đó bông cũng đẹp luôn nè, rinh mà nhẹ nhàng luôn. Rồi, để số 11 mạnh luôn. Đó cái này cao mình tính 1m1 của chú anh chị mình đây. Rồi vô cái vành quanh hơi khiêm tốn nha. Quả này hơi nhỏ xíu. Quả này 14 à. Rồi. Anh cho em cái hoa này cái cây. Hoa thì khỏi bàn rồi. Có gì. À, đẹp ha nè. Đó. Giờ dạ, dưới đây cũng vậy nha quý vị nè. Con bự. Cái này chi cành này mình nuôi ra thả đất cái này nó lớn lẹ lắm cho mình đây. Luôn nè, khít tới trên nè quý vị nè. Cái cành khít tới trên ha. Cái cành này còn nhỏ mà nó khít nè. Vì mình nuôi thả đất tới năm tới là nó ra cây đẹp liền. Chứ đâu có gì đâu, có chuyện gì, nó bự lên nó đẹp. Kẹo luôn. Cái form tàn nó đẹp mà. Tại nó quạnh nhỏ thôi chứ tàn thì cứng cống hết trời đó ha. Cho luôn như anh. Rồi cho luôn giá 300 luôn có chuyện gì. 300 ha. Mã số 11. Rồi, xuống cây luôn. Bông bự bự không ha. Rồi, xuống cây luôn. Giá mềm rồi nè. Có chuyện gì mình hãy ưng ý mình chốt ha. Không ý thôi đừng có chốt hả, chốt mất công mà cho mình chốt đem về cái này sao cây nó nhỏ quá kia mất công, có đâu hoành mà đâu hoành của chúng mình coi lại thì cái gì nhận cây mình đâu hoành đúng chị, đừng nói em gọi không đúng cây mất công ha. Hôm vừa rồi cũng có anh khách này cây mình thần á, rất là cực khổ mà lên giao lưu giá mềm mà tới anh còn phàn nàn nữa. Là cây nhỏ hả? À, chiều cao 1m4 của chị, là cây nhỏ, nói chung là cái phơm tàn này em đã nuôi mà nuôi thì về mình nuôi lại của chúng chị, chủ yếu là em nuôi cái này em tính là như giá phôi rồi, chứ đâu có tính giá nuôi thần chậu gì đâu. Bằng 18 đó chú anh chị. Rồi. Tông cạo nè. Rồi bông luôn đây. Cái gì không nghe mặt bông luôn. Bông nó thì nó đủ cỡ hết nè. Đây cũng có nó có nhiều lớp ha cô chú anh chị. Có nhiều cánh ha. Cánh hai lớp mà tại nắng héo quá. À, 5 cánh cũng có, 5 cánh, 6 cánh, 8 cánh, 9 cánh, 10 cánh có luôn. Đủ cỡ hết. Này là mã số 12. Rồi quý vị có nghe xương cành cái ha. Rồi cho luôn như đen. Rồi 420.000 của chú chị mình ơi. 420. Cái này đẹp lắm của chú chị. Nuôi lại là cực kỳ đẹp á. Rồi xuống cây luôn.
nhiều quá nuôi hết nổi. Quý vị nuôi tiếp nha quý vị. Đây, cái này là một cây chán chán siêu. Siêu. Chiều cao đó mình tính 1m3 đây cô chú anh chị. Rồi. Đâu hoành báo từ xa đi ha. Hoành em nó 14 của chú anh mình đây. Rồi. Hôm nay thì đổ rồi. Đổ rồi. Hết nói rồi. Chung là bông có chú anh yên tâm đây, cái này nè, bông là yên tâm luôn á, cái này cực kỳ đẹp luôn. Những mặt hàng em nuôi thường này thì bông nó không có xấu được cô chú anh chị. Có cái cụ đấy quay quái nè. Đây. À. Nó giống như rắn là bò bò chứ ha. Hai con nó cuộn qua cuộn lại. Hai con đang đấu đá nhau cô chú anh chị mình đây. Mã số 10 12 hay 13 đây. 13. Rồi 13. 13 này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 370.000 cô chú anh chị. Rồi 370. Rồi xuống cây luôn. Giá con này nó mềm tới mức độ vậy cô chú anh chị mình không chốt nó thua luôn nha. Thua luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Đấy mặt là 14 nha quý vị. Cái 14. Nhắn siêu siêu nữa nè. Nhắn này nó trực, tại vì cái cây nó siêu, mình trồng nó siêu. Cái chiều cao em nó là 1m đó anh chị. Cái này có chứ mình về trồng là vậy nè. À, nó ra đẹp ha. Tại em trồng để nó không có được ngay á. Rồi thì giá thể nó bị sụp á ha, mình sụp, không có sửa lại phải không? Còn cái này nó 19 vậy là bị cấn, cái này kia mới tới 18 đó anh chị. Trời ơi, xuống đế trước đây ha. Thế nè. Để đều đẹp hết ha. Thân cành luôn. Thì cành có đủ nè ha. Bông thì hoa, đẹp hoa luôn. Đúng rồi, dừng lại cho em xem mặt hoa cái đây quý vị. Hoa nè. Đó. Em vậy ha. Hoa cánh bầu tròn cũng hai lớp ha. Bông trùm hết. Giết rồi. Sau lưng anh bên tay phải. Rồi mã số 13. 14. 10 cái gì? 14 ha. 14. Luôn nhiêu anh? 14 này em giao lưu với cô anh chị giá là 370.000 luôn cô chú anh chị. Rồi 370 luôn. À, cây thùng trụ bông đẹp. Rồi. Thứ nhất là cô chú anh chị mình không có lo gì cái cây nó chết hay sống ha. Thứ hai nữa là mặt bông nó đẹp. Rồi tiếp tục luôn. 15 ha. Số 15. Đây là hàng VIP nè. Đó, cái này về chỉnh cái đọt lên vậy cái nó đứng lên nhà đẹp liền của cho anh ha. Rồi, vô nhôm đẻ nhẹ cái này mình cầm cây lên mình bẻ ấy cũng được. Rồi chiều cao nó là 1m15. Rồi. Cái quành luôn. Quành năm đó là 14 của chú chị. Hôm nay chỉ cành này khỏi bàn rồi ha. Đặt cái chân. Đặt cái chân. Chỉ cành này quá đẹp luôn. Này về cô chị mình trồng trực lên nhìn giúp em ha. Chỉnh cái đọt lại đứng thẳng lên là cây trực. Chắc bị vô nhơ, vô đất bị sụp. Mình để á, vô mình để á cô chú chị, đất nó không được bằng á. Tay cành này đặt ra, giữ gì chỉnh sửa là đẹp hơn ha. Rồi, giao luôn như ra. Số 15, em giao luôn giá là 370 luôn cô chú chị. Rồi, 370. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 16 luôn. Rồi, mã số 16. Mã số 16 là cái thân đàn xè đó, đẹp ha. Cái dây chiều cao này mình tính mét của chú chị. Rồi. Dưới gì? Thân cành này có gì? Thân cành có đủ trần ha. Hoành 16. 16 hoành. Để có đế luôn. Đấy quá đẹp luôn ha. Đấy còn bự bự luôn nè. Đều luôn. Đó, đều bốn mặt hết trơn ha. Mã số 16 luôn. Quành 16 luôn. Đó, giá 370.000 luôn. Rồi 370. Rồi xuống cây. Xuống cây luôn. Rồi lên cây 17 luôn rồi quý vị. 17 này có mặt qua mình để cho con mặt qua nó đẹp. Và giống như bông cúc. Đẹp ghê ha. Cao nó mình tính 1m2 của chú anh chị. Tới 1m2 không? Hết đỉnh chắc tới 1m2. Quành 16 luôn. Rồi 16 quành. Đây, hoa hiện tại giờ là có 4 cái hoa nè. Có hoa thành đỉnh nè. Xây có hoa thành đỉnh qua đây các anh. Đây. Cái này bánh gì mình nuôi mà gọi là đủ sức thì bông nó sẽ đẹp hơn ha. Đó. Tròn, kính đây, ha. Đây cũng bông anh Tư. Bông này cũng giống nhau rồi ha. Bông giống như bông cúc. Tròn. Đẹp ghê. Bông này không tròn mà bông trên đỉnh á. Đỉnh đẹp hơn á. Mã số 17. 16 quanh. Thân cành đây quý vị. Cành đều từ dưới lên trên không ha.
Giá 370 ngàn của chúng mình đây. Bông này hai lớp không ha. Bông hai lớp không. 370 luôn. 7 ha. Ừ. Rồi. Giá yêu thương luôn. Cái này tính ra như nó hơn giá phôi chút anh chị, mà cây em đã thừng rồi ha. Cái tỷ lệ sống nó rất là cao. À, mã số tiếp theo luôn. Chiều cao 1 mét của anh chị mình đây. 1 mét. Hoành này, cái này 17 hoành quá. 17 hoành. 17 hoành. Mã số 18. Rồi, có cái ổ gì đây luôn. Ổ kiến vàng. Ổ kiến vàng. Cái này rớt vô là kiến vàng cắn nha. À, xương cành cũng đằng này, đằng xè đây ha. Này bông đẹp lắm quý vị. Xè. Đây, bông nó hết trổ hết rồi. Để đẹp luôn. Để đây. Để qua là cọp luôn ha. 370 ngàn luôn. 370 ha. Ừ. Mấy cái này mình đẹp, nhanh tay mình chốt đi. Nó thiệt, nó rất đẹp. Rồi, xuống cây luôn. Mã số vừa rồi là mười mấy? 18. 17 chứ, 18. 18. Rồi, mã số tiếp theo 19 đây. Ghi số coi. Ghi số đi. Số 19, 19 ha. Khoảng 20. Rồi, 20 hoành. Cao nó là chắc mình tính hết đọt luôn, 1m2 á, có chứ anh chị. Rồi, 1m2 có hơn á. Rồi, xương cành nè. Đó, này xương cành nhỏ 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 mà nó đều hết trơn này, chỗ nào cũng có ha. Hoành lớn, đế đẹp. Đế này để mới tưới á. Đế này chân bự hết nè, có chứ anh chị nè. Dách bự hết ha. Cây rất là đẹp luôn. Rồi, cái này giá 400 của mình đây. Rồi, 400. Cái này bự quá luôn, này đẹp nữa. Xuống cây luôn. Này, cô chú anh chị mình đem về ha, mình thả xuống đất, năm tới là tới Tết năm tới là bông nhiều mà cái cành nó cũng lớn. Rồi, mã số 20. 20. Ủa? Sao? 20 đúng rồi. 20. Cái này 20. Đi vô. Cái này quanh 13, cao rồi. Nó 1m2 của chú anh chị mình đây. Rồi, em này vừa xa thay sắc lá ha. Hai sắc lá mới đây. Bông này cũng chuẩn bị có đó. Đã có nè. Có 5 cánh hả? 5, 6 cánh nè. 5 cánh nè. Bên này 7 nè. Đó, dảo hết đó nha anh chị. Này 7 cánh nè. Đó, kia thì 5 cánh. Đó, thì dảo thì dảo hạt nữa cái gì? Dảo hạt mà. Đôi lúc thì 5. Đôi lúc thì nó 10. 370 ngàn của chú cho mình đây. Mà bông đặc biệt rất là thơm đó anh chị. Là mai dảo hạt của Đức, mai thơm bông chùm ha. Đó. Dần. Rồi xuống cây luôn. Rồi, rồi cái này bông quá dữ luôn. Rồi nhẹ nhẹ để rớt cánh. Mã số. Nhiều vậy. Số 21 ha. 1. Cái này 16 hoành. Cao 90. Đi vô 21. Rồi dàn ngắm cái kỹ hàng độc chủ nó đây ha. Rồi thân cành luôn, có cái hoa bự quá nha. Rồi bông dữ lắm. Hai lớp luôn nè. Bông này mà đem gì sang năm tới bông trổ ra thứ gì chịu nổi. Đây nè. Anh Tấn. Đây nè. Thấy không? Bông đã không? Bông nhìn tê tái không? Quá tê tái luôn. Quá tê tái luôn. Đây 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 nè quý vị. Hai lớp ha. 10 cánh cánh đây nè. Đó nè, cành nhánh đó 10 cánh đều quá ha. Đều luôn. Hết rồi ha, con cây. Rồi, cái này là 400 ngàn cho anh mình đây. Rồi, xuống đế, đế coi. 400 ngàn quá vậy. Bông đẹp luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo học em siêu bông. Siêu bông trời gạo luôn. Siêu bông trời gạo. Nói chứ mấy cái này cô chú anh chị mình chốt đem về mình chơi là nó thiệt, bông rất là đẹp đó anh chị. Chỉ có cái là em không có thời gian chăm sóc thôi. Cái này em nuôi chừng 2 năm sau cô chú mình thấy cái giá trị nó cao lắm anh chị. Chiều cao nó 1m3 đó chú anh chị. Rồi. Bông hết nói bông luôn. Hoành em nó là 12 à. 12 hoành. À bông nè. Đây. Bông hết nói luôn. Dạ dạ vô nè. Mấy cái này về cô chú mình lấy giống mình ghép cũng được. Này bông quá đẹp. Lớp nghe. Lớp không à. Từ trên xuống dưới luôn, không có bông nào mà nó ít cánh. Nó nhiều cánh hơn chú anh chị. Đều trơn ha. Bông nào cũng hai lớp nè.
số 22, khoảng 12 hoành. Tai cành cũng đều từ trên dưới hang bông thì hai lớp. Rồi, giá lưu nhiêu ra? Cái này em giao lưu với cô chú mình giá là 350 ngàn đó chú chị. 350 ha. Cây cuối cùng của em, hai cây cuối clip ha. Rồi. Cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú chị mình đã ủng hộ những mấy clip vừa qua ha. Thì cuối clip em cũng chân thành cảm ơn. Rồi sau thì em cũng chúc cô chú chị mình có một ngày thật xem lúc vui vẻ không chị. Đó, hạnh phúc và tràn đầy luôn ha. Rồi em xin mến chào. Và hẹn gặp lại cô chú chị mình clip sau.